Hello, Hello, chào bố. tao tính làm mất hứng nhưng mà thôi kệ, làm lại mới hồi. Có nghĩa là cái nội dung hồi nãy thì bố nói con biết là mình nói lại đi, lỡ mà có ai mà lấy cái like này thì để cho nó có đầu có đuôi, hiểu không? Tất nhiên là cái like của con ngày hôm qua thì bố rất là hài lòng và giống như ý bố. Giống như cách đây khoảng chừng cả năm, mà 1 năm 2 năm thì trước bố cũng đã nói rồi, hầu như nó có một cái sự rập khuôn và nó xảy ra cùng một lúc, có nghĩa nó có nhiều cái giống như Xuân nó nói hôm qua rất là chi tiết mà bố rất là hay, bố khen, bố cũng nói là bữa nay mày hơi nói hay quá trời đất, tao nhìn đúng ý tao nhưng mà tao lên không được, còn mấy bữa trước mà nói dở như dở ẹt đó. Hôm qua bố có còn vậy đó, bữa nay là nó nói rất đúng ý bố, là đó nó sâu chuỗi là tất cả những sự kiện trong đất nước mình thì nó có, mà thấy nó có một cái cấu kết rất là vững chắc và nó liên tục và nó có sự, nó có sự liên lạc, mà thấy không, chứ nó không phải đơn giản mà nó xảy ra vậy. Thì ngày hôm qua thằng Sương rất là hay, từ báo chí nè, từ nghệ thuật nè, rồi từ những người từ thiện nè, rồi từ thiền am bên điệu vũ trụ nè, những cái chuyện chống phá, nó chống phá mà cái hay đó là chống phá mà không bắt được, bởi vì không có lý do để mà bắt, không có cấu tình tội phạm, nó làm đủ trò hết, nó né ra là đủ trò hết rồi, nói chung là sao khê. Nói chung là thì nhắc thêm một lần nữa thì Xuân qua nó nói một cái câu rất là hay, là tao rất là vừa ý mà tao cảm thấy rất là chính xác. Thì ý tôi muốn nói ngày hôm nay có nghĩa là ở đây nó có một cái người, những cái người mà chống lại đất nước Việt Nam mình, nó có một cái âm mưu và nó có đường lối, nó có hoạch định, nó có Kế chủ hoạch, trương đúng rồi, kế có kế hoạch, hoạch đàng hoàng. nó một cách hôm nay tôi còn hiểu gì đó, và mình sâu chuỗi những sự kiện lại thì mình cảm thấy là đúng y chang đó, chứ không phải là không. Thì sẵn dịp đây thì bữa nay nói về vấn đề nhạc và để mà biến tấu những cái đứa tác phẩm mà để đời của Việt Nam, chẳng hạn như là Ru Con, những bài dân ca, những cái bài, những văn hóa mà đẹp của Việt Nam mình thì nó phá nát bét luôn, và nhất cử đưởng tiện thì mình đem mình cũng nói trong chuyện đề về tăng đã lên án rất là nhiều, bởi vì cái nhạc rap không phải là giai điệu của đất nước Việt và văn hóa nó là văn hóa ngoại lai. Cái điểm thứ nhất, cái điểm thứ hai đó là âm nhạc đường phố của Mỹ, của tụi da đen, để nói lên sự bất công của xã hội của đất nước Mỹ, không phải đất nước Việt Nam, bởi vì đất nước Việt Nam không có kỳ thị chủng tộc, nó không dính dáng tới Việt Nam cả, mẹ có vì chỗ đó mày mới nói là cái điều là nó hầu như là rất ư là bậy bạ. Em ta cho mày coi một cái điệp khúc của cái tụi nhạc rap mà tao nói là lần nữa để tao cho cậu cái này làm sao ra ta. Ok biết rồi, đúng tôi riết là lãng quạng, mày cũng lớn tuổi rồi tao cái gì đó. Đây mày thấy đây là mùa rap Việt thứ hai ngày 2021, mùa 2 tập 3. Đây tao cho mày nghe, mày để mày nghe, mày nghe nói được gì không nghe. Đồ má mấy này nó phê, mấy người trên giám khảo rồi phê làm không biết gì hết. Thôi được rồi, tao ca nè. Ê, tao nói tụi bay nghe nè, thiên sư bố tụi bay đem ra cái giải điệu nhạc gì mà tao không hiểu gì hết, trời má. Chào Thanh, chào Mãi Việt Nam. Ủa sao tự nhiên, sao nó lại giọng lại rồi. Tao nói rồi nha, đủ có nghĩ nãy tụi bay tự nhiên nói chung là mình ca không được như nói, nhưng mà các bạn mình ca không hiểu một cái gì cả. Như vậy mà đem lên mà dưới này vỗ tay mới kia nhậu, mày thấy rồi nè. Để cho mày coi, để từ từ đến nay mai. Để tao nói cho mày nghe này. Mà không có đứa nào không xăm mình. Ở đây tao không đã phá phần là xăm mình nghệ thuật hết rồi. Nó buồn cười cho đó. Xăm xăm mình mới đúng phong cách chứ, đúng không ạ? Đó xăm mình. Rồi có đứa. Mày thấy rõ ràng. Con trai. Ý tao muốn, tao không, tao nói mày nghe, mày nhớ kỹ, tao ở nước Mỹ chứ tao không phải ở Việt Nam. Tao mới hiểu điều này à.
tao không phải là cố chấp đâu, nhưng mà tao hiểu là mày thấy rõ ràng những cái đứa lên là toàn là nhuộm đầu, đứa là trắng, đứa là đỏ, đứa là xanh này kia, cái phong cách của thanh niên vậy à. Bị giọng đúng không? Ông già bị vọng vọng lại phải không? Đúng rồi. Ông già tháo gì ra xem, con bên con nghe bình thường mà. Rút, bố rút tai nghe ra, bố cắm lại, bố rút tai nghe ra, bố cắm lại lại coi. Rút ra cắm lại. Rồi nghe được chưa? Hello. Em chưa, hết giọng chưa? Hết. Hết chưa? Còn. Vẫn còn à? Còn. Ôi ôi, hết xì luôn. Bây giờ bỏ mẹ, ta nghe luôn đi. Giờ nghe rõ. Đúng rồi. Rõ, nghe rõ bình thường mà. Ờ, ok. Thì, nhưng mà hết giọng chưa? Hết rồi, con đâu có bị đâu. Bên bố bị thôi chứ bên con đâu bị. Thôi kệ mẹ nó, bây giờ tao lách xuống tao đợi trước. Mấy câu này tao nói cho mẹ nghe. Mình đã phá cái nhạc này á, không phải là mình tị hiềm hay là mình không theo kịp của đà tiến hóa của âm nhạc nước nhà hay là bọn trẻ gì cả. Để tao nói rất về rất là nhiều lần ở trên cái đây này rồi. Ờ, cái nhạc rap này nó không có giai điệu. Và nó cứ bình bình đủ mà nó chống dĩ ra giống như ta đọc nãy đó, đủ con dĩ mẹ mày đủ mà đem ba tứ băng quá rồi thì ra phẩm rồi vô nước tao tăng 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 đủ dĩ mẹ tụi bay như vậy đó, vậy tụi bến tình bờ mà gì đó, chữ tục chữ tiểu tụi lên đó là văn hóa của tụi gia đen nước Mỹ mà nó đem lên đứa là nhảy nhót tưng người tưng người tưng người tưng người tưng người tao không hiểu nó cái điệu nhạc gì tao không hiểu vậy mà đem lên. Mà bữa nay rap Việt vẫn hát trên những cái đài truyền hình Việt Nam mình mới là ghê. Mùa 2 năm 2021 nè, tập 3 đúng thứ đâu đã vậy thôi, toàn là cái dân ở Việt Nam không mà lấy tên, còn lại lấy tên toàn nước ngoài không, mà thấy nước ngoài là nó biến tấu nó mức độ vậy, có gì đó mẹ tao nói không, nào là show pin là pin là đối đầu với rematic nè, trời ơi đụng mắt toàn là toàn tin Mỹ Quốc không à, tao tưởng tay tàu ở đó không phải dân Việt Nam, hỏi mẹ đâu vậy, ở Bến Tre à. Kỳ không, nó xâm chiếm cái văn hóa Việt Nam, bên đó con người nó cũng biến dạng luôn mà thấy rõ ràng. Người thì người Việt Nam, sáng đẻ Việt Nam với cái xanh tinh Việt mà lấy tên là Primatic là Binger rồi List gì tụi lưng ra tương đoạn rồi quá nè. Mà thấy kỳ công không? Đúng rồi. Rồi nó vừa mà thấy nó lộ ra những cái rất ư là đây là tác hại đầu độc tuổi trẻ, chứ chẳng cái sướng ít cái con mẹ gì cả. Ở đây nó không có văn hóa gì ở đây, rồi không có đưa ra một cái gì hay ho đây chứ rồi. Và ở đây rất là mình thấy là rất ư là tệ hại. Mình chỉ nói là nếu mà các ông ở trên cao mà hiểu mà coi cái like này mà để thấy tao hoặc là mày nói được, thì làm ơn chấn chỉnh giùm và dẹp bỏ cái vụ rap đi, bởi vì nó loại ra khỏi rồi, loại ra khỏi luôn. Bởi vì đây nó không là cái gì chứ, rất ư là dơ dái bẩn thỉu, không hợp với tính chất nhạc Việt của mình, không hợp với cái gu thuộc Việt, với cái văn hóa nghệ thuật của người Việt. Ở đây ta muốn nói cái điều này là âm nhạc hay bất cứ chuyện gì từ nghệ thuật họa sĩ tới chung là gì ăn muốn đi ra nước ngoài mà để mà gương cao, nhưng mà nó phải là chính thống, nó phải là có cái gì đưa cái nét đẹp truyền thống của người Việt mình. Ở đây ta không nói là không, nếu như vậy bác nói vậy thì bác chắc là lễ tối ngày ở ông Lưu hay là ở ông Chậu hay là ở ông Thao, không phải vậy. Là anh phải học cái hay, đúng rồi. Anh đừng học cái cà chớn, anh đừng học, hiểu không, cái tốt cái đẹp thì không học, học toàn là bậy bạ thôi. Thậm chí gì cái gì mà tao nói mày là khi mà nó cưới giao về rồi xong có một hai tháng sau bỏ bóng sau nó mời lên, nó gọi là gì ta, nó gọi bằng cái gì đó ở đâu á, câu chuyện gì hả? Câu chuyện gì, cái chuyện gì mà con Hồng Dân với lại cái thằng mà trọc đầu thằng gì rồi, thì mà hay lên vợ những phỏng vấn những mày chồng đàn dâu hả, vợ chồng son yeah. Nó thô bỉ nó mức độ vậy, hỏi vậy thì hồi xưa anh chị quen nhau làm sao, hồi xưa quen nhau thì cũng bình thường vậy, hỏi chứ cái lúc mà quen nhau rồi anh chị làm gì, trời ơi ổng vô khách sạn muốn em bảy cú vậy mà lúc đang nói chuyện hình mày có thể ổng tin mày rồi mà có coi ổng làm em tơi tả đồ, về xưa mà nghĩ coi
vậy mà cũng đem lên truyền hình, dơ dái đến mức độ vậy mà nó vẫn đem lên truyền hình, nó để tính bơ. Thì tao hỏi mày cái con mắt của mấy cái ông mà ở trên kia lại làm gì? Đó là nét đẹp văn hóa Việt Nam hả? Đúng rồi. Rất là phản cảm đúng không? Rất là phản cảm. Phản cảm mà nó dung tục mà đến nói cái chuyện đó, tao nói coi đã là con người, chuyện đó ai cũng phải có cả. Nhưng cái chuyện nó thường thường ta giấu, không ai đi phô trơn cả. Ở đây nó khoe lên trên truyền hình mới là ghê. Hãnh diện, hãnh diện. Kỳ công không? Thành ra thiệt tình là tao thật mày rồi mà. Tao hát rap, nhạc rap hay hơn tụi nó nhiều. Tụi mất mà thấy rõ ràng không? Khổ lắm. Tao nói hoài, nói mãi mà thiệt mày nói nhiều cái chủ đề nó chán chết mẹ luôn, đâu có thằng thiệt nói nữa. Bởi vì tao nói rồi, tao rất tâm đắc với cái la ngày hôm qua mày với Phạm Xuân nói, mà Phạm Xuân nói từ đầu tới đuôi tao coi, tao lòng mà tao lắng tao nghe, tao rất là tâm đắc cái điều đó. Bởi vì ở đây nó có những cái chuỗi sự kiện mà hầu như nó liên kết lẫn nhau, nó có bài bản, nó có chủ trương, nó có đường lối đàng hoàng. Nếu chúng ta mà không ngăn chặn kịp thời, nó sẽ bành trướng và cái đất nước mình nó sẽ banh to lông luôn. Nhưng mà tao nghĩ là nhà nước đều biết hết á, nhưng mà chưa phải lúc họ làm. Có thể là vậy, tao nghĩ là theo nôm na của tao vậy, là bởi vì thường thường người ta nói một câu, nếu vô không vào hơn hang cọp thì không sao bắt được cọp. Thì đúng rồi. Thế thôi, bố nói vậy đó. Tại tao bức xúc về cái vụ nhạc, tao nghe mình nói nhạc thì tao đúng cho tao nói, mà tao ghét nhất cái vụ này. Nó có những cái chuyện lố lăng rồi. Giống như thằng Xuân là nói, tao thì không có nói ngăn gãy Xuân được, nhưng mà tao nói hẳn như mày, đó có những cái chuyện lố lăng bà nó đên lên, nó đưa lên trên trên đài truyền hình là những mà phát thì phát càng cả mấy trăm cả trăm triệu dân coi, thì mày nghĩ sao vậy? Đúng rồi. Vì chỗ đó thì là cái văn hóa, văn nghệ, những cái ý thức về nét đẹp của dân tộc mình đó, nó bị phá hủy, bị ngoại lai. Thanh niên Việt Nam bây giờ mày thấy có rằng nhuộm đầu nhuộm tóc xăm mình đủ má, rồi người thì người Việt mà tên tinh tây. Đồ mà hỏi mẹ ở đâu, mẹ ở Mỹ, ở cái bạn nào vậy? Không, em ở Kiên Giang. Ở đâu? Em ở Bến Tre. Ủa Bến Tre, xem mày đi. Ờ, tự nghĩ danh vậy mà. Trời ơi, tại sao mày không lấy đồ má Bến Tre thứ trai gì cánh đẹp, tại sao gì lại ngồi ở Cần Thơ đó đó. Hoặc là những cái địa danh gì đẹp, mà không lạc tên mày đi. Không. Làm vậy cho nó sang. Làm sao sang? Lên Mỹ nó mới sang. Đúng. Khổ vậy thấy ra không? Nhân cách con người biến dạng luôn, thấy không? Yeah. Tao nè, hỏi tên ở Mỹ bên Nam này, tao muốn lấy tên tao là bác bo, tao muốn lấy tên tao tên Nguyễn vậy à, chịu đúng rồi. Tommy Tèo, hỏi tên gì, tên Tommy Tèo phải không? David Tý phải không? Kỳ cục vậy, làm cái mốt vậy đó. Đồ mắt thằng Duy Mỹ tụi tao cũng chửi luôn, đồ mắt đụng chạm gì chữ tốt chứ sợ gì mày mà đụng chạm mày khôn hồn mày sửa lại đi á, đồ mày không sửa lại mày là tao chửi tiếp tào lao đồ tao bị tèo đồ tào lao hết cho nói ok wow. Ok tao xuống chút xíu đi tao hút thuốc uống cà phê hồi tao lên tiếp rồi dạ ngồi chú không.